Hôm nay ngày 12 tháng 4 năm 2024, lần giao tiền thứ 63 cho cô Cảnh và thứ 56 cho cô Toàn. Gia đình cô Cảnh được sự tài trợ của chị Hiền Nhân ở Hà Nội mỗi tháng 1 triệu đồng. Gia đình cô Toàn được sự tài trợ của anh Tú ở Phú Yên mỗi tháng 500.000 đồng. Đây, đại diện thay mặt chùa Yên Thái Hội Hoa Đức, chính quyền địa phương, xã nhà, xin chân thành cảm ơn hai vị ân nhân đã tài trợ cho hai chương trình này. Nguyện cầu ông Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho quý vị dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt để có điều kiện thuận tiện hỗ trợ thêm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như những gia đình này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn thầy chủ trì chùa Yên Thái, con cảm ơn Hội Hoa Đức, dạ con cảm ơn gia đình anh Tú đã hỗ trợ cho con hàng tháng 500.000 đồng. Xin cảm ơn chị gái anh Danh ở Hà Nội và cảm ơn thầy chùa Yên Thái và cảm ơn Hội Hoa Đức đã quan tâm giúp đỡ đến gia đình.